Thưa quý vị và các bạn, trước mùa mưa bão xảy ra, để chủ động ứng phó với thiên tai và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tại các địa phương, nhiều công trình thủy lợi được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên sông Bồ hiện tại đang có 4 gói thầu triển khai kè chống sạt lở đoạn qua hai địa phương Hương Trà và Phong Điền với chiều dài hơn 3,5 km. Về tiến độ thi công, các hạng mục vượt lũ đã thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ trong năm 2024. Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực, rút ngắn thời gian thi công, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống lũ bão nhằm đảm bảo an toàn cho công trình khi có sự cố xảy ra. Tiến độ thì là đã hoàn thành được hơn khoảng 50% khối lượng công việc. Đó, mà hiện nay thì là công trình là đã hoàn thành cái phần chắn mái, bây giờ đang triển khai là hoàn thiện cái phần mái đấy, thì dự kiến là khoảng cỡ 30 tháng 9 đó, thì liên danh hai nhà thầu là sẽ hoàn thành xong các hạng mục của công trình để thoát cái mưa bão sắp tới. Một hệ thống công trình thủy lợi khác đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ là dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàng - Phủ Khê. Được triển khai từ cuối năm 2021, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Đến nay, giai đoạn 1 khối lượng thi công đạt khoảng 96%, giai đoạn 2 70% và giai đoạn 3 đạt khoảng 76%. Hiện các nhà thầu thi công đã huy động tối đa nguồn nhân lực cũng như mọi phương tiện triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2024. Phần cơ bản nhất, phần dưới âm dưới nước thì chúng tôi đã vượt lên khỏi mực nước, phần kè dưới âm. Còn các đơn vị thi công đang rất khẩn trương để mà triển khai cái phần lát mái thì sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ từ nay đến cuối tháng 9 là sẽ cơ bản hoàn thành cái phần mái để kịp thời cho cái mùa mưa bão bị sạt lở. Là những công trình nằm ở vị trí xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai là vô cùng lớn. Để đảm bảo an toàn công trình khi mùa mưa bão đang đến, các chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu, đồng thời xây dựng phương án cụ thể để thi công an toàn trong mùa mưa bão. Chúng tôi là chủ đầu tư các công trình thủy lợi, thì trước mùa mưa bão chúng tôi đã xây dựng cái tiến độ chi tiết, làm thế nào để toàn bộ các công trình hạng mục trên công trường đều đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt là các hạng mục dưới nước thì chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu đến thời điểm này cơ bản hoàn thành phần dưới nước, và đến 30 tháng 8 thì chúng tôi sẽ rút toàn bộ phần dưới nước lên và triển khai phần ở trên. Và trước mùa mưa bão thì chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng chi tiết cái phương án ứng phó thiên tai nộp để chúng tôi phê duyệt, để trong quá trình thi công mùa mưa lũ chúng tôi sẽ đảm bảo được cái an toàn cho các thiết bị máy móc, công nhân và con người trên công trường. Mùa mưa bão 2024 đang đến gần, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thực hiện các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu chống lũ, chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời đưa vào phục vụ công tác phòng chống lũ bão. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.